Thì đó bác thấy rằng ngay trong cái cuốn Việt Trung á, thì tôi đọc ra đó thì tôi mới thấy, tôi mới biết được hai lần ông Lê Duẩn đã bỏ ngang xương đi về, cũng chỉ vì vấn đề nó bắt Việt Nam phải công nhận cái Hoàng Sa là chủ quyền của Trung Quốc. Ông Lê Duẩn không chịu, không chấp nhận, ông bỏ đi về mà lại không thèm làm một cái bữa tiệc. Theo nguyên tắc ngoại giao là khi mình tới, người ta đãi mình bữa tiệc, thì trước khi mình đi về mình cũng phải đãi một bữa tiệc để gọi là chào tạm biệt chủ nhà. Lê Duẩn bỏ đi về Hà Nội không thèm một bữa tiệc nào hết. Thì ở đây nhân tiện nói đấy, lúc nãy nói chưa hết về anh Phạm Đình Cung, anh nói rất thành thật, tôi cũng muốn về Việt Nam này, đây nhiều người cũng muốn về Việt Nam hết, nhưng mà đối với bây giờ tôi lãnh tiền già như vậy, tôi có đâu có đủ tiền về, tôi nghèo, tôi không về được Việt Nam. Ông nói rất là đúng. Nhưng mà anh Phạm Đình Cung anh đã từng về Việt Nam trong thời lúc mà ông Nguyễn Cao Kỳ sinh tiền. Bởi vì anh Phạm Đình Cung là trưởng ban bài trừ du đảng do ông Nguyễn Cao Kỳ lập. Anh Phạm Đình Cung là quân chấn phó, quân chấn Đà Nẵng. Anh ở gốc, anh là gốc Nhảy Dù qua bên bên Biệt Kích. Đấy. Là xong rồi anh về làm quân chấn phó, quân chấn Đà Nẵng. Anh tướng to con, bự con mà cái là cũng ba gai lắm, thành ra anh trị được du đảng. Thì khi mà anh ông Kỳ lên có một cái gọi là bài trừ du đảng với lại cái Hoa Kiều đấy, anh Phạm Đình Cung là trưởng ban bài trừ du đảng của ông Kỳ. Thực ra anh Phạm Đình Cung anh ấy là thiếu sinh quân, thiếu sinh quân, mồ côi. Mẹ anh ấy là người Việt Nam nhưng đúng, mà bố anh ấy là người Pháp. Đúng. Và... thì anh có nói mà anh gốc thiếu chính quân. Thì anh bảo là anh là dân mồ côi, nhưng mà đó cái tính tình của anh Cung đó tôi rất thích. Ví dụ như là hồi đó Ngô Kỳ biểu tình ở ngoài chỗ báo Người Việt, mang năm ông tướng ra làm bàn thờ ông tướng, cả một cái liên hội, cả một tập thể này không ai dám nói gì. Anh Cung một mình anh ra anh nói, anh bảo mày dẹp đi, mày đâu có đi lính đâu, tại sao mày mang mấy ông tướng lãnh mày xuống đường như vậy đấy, cái ngũ đại hổ tướng mấy ông mà tự tử chết năm 30 tháng 4 đấy. Thì anh có một cái tính rất là thẳng đấy. Thì anh Cung cổ đậu, hồi ông Kỳ về Việt Nam á, anh cũng có đi về. Lúc nãy bác có nói về cái vấn đề mà tôi biết nhiều chuyện trong cộng đồng, mà chính cái liên hội cựu chiến sĩ này do tôi lập. Lần đầu tiên ông Hoàng Đạo Thế Kiệt mới lại ông Trọng Tấn của quân cảnh, đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt đó, là của bên chính anh chị lập ra cái liên hội, cái gọi là cái hội cựu chiến sĩ đấy, Việt Nam Cộng Hòa đấy, nhưng mà không có thành công, chết xong rồi. Tới khi mà tôi lên năm 1993 tôi mới lập ra cái hội này. Tôi là hội trưởng hội Biệt Động Quân, xong rồi mấy anh em trẻ Phạm Hòa, rồi Lâm Ngọc Khiêu của bên nha kỹ thuật, cái anh Trần Văn Ngọc của không quân, cái Nguyễn Hải của bên hải quân, toàn chúng tôi toàn là những người trẻ, mà lớp trẻ chúng tôi lật đổ mấy đàn anh đi hết, chúng tôi lập ra cái liên hội cựu chiến sĩ, và nó sống tới ngày hôm nay. Liên hội của tôi có giấy phép có ấy này kia, nhưng mà rồi lên cái Trần Trọng An Sơn làm mất giấy phép, lên ông Phan Tấn Ngưu lên làm việc cũng không có giấy phép. Thế rồi sau này ông ấy lấy giấy phép xong, bây giờ tới ông Lê Văn Sáu cũng không có giấy phép luôn. Có 800 đồng bạc mà không đóng thuế được nổi cho cái tiểu bang để nó tịch thu giấy phép, thì hỏi làm sao mà đòi chúng cộng được. 800 đô la mà còn không có đóng tiền nữa. Cái quan trọng là mình bao giờ mình cũng phải có cái đóng cái vai trò du kích. Và đôi khi dễ bị nhầm là khủng bố ở nước Mỹ lắm. Chỉ một bước nhỏ thôi. Thì anh có điều một cái điều nó nói tôi quên. Anh Võ Đình Cung anh Phạm Đình Cung anh có nói về cái vấn đề Hòn Ngọc Viễn Đông. Đấy. Thì ý của anh nói rằng ở Việt Nam Sài Gòn hồi xưa đã là Hòn Ngọc Viễn Đông rồi. Thì tôi đối với những người khác mà hãy còn nói như vậy đó, thì tôi có thể, nếu mà chưa về Việt Nam thì tôi có thể bỏ qua được. Nhưng mà anh Phạm Đình Cung anh đã từng về rồi. Ngày hôm kia bác thấy rằng em đưa cái hình năm 2011
Tức là lần đầu tiên KVD hải ngoại về thành phố Hồ Chí Minh, về Sài Gòn á. Rồi là với màn hình mới 2018, mới có 7 năm thôi mà nó khác nhau một trời một vực. Đấy. Thì anh Phạm Đình Cung trong cái thời gian anh đã đi về Việt Nam rồi, anh đi về với Nguyễn Cao Kỳ trước đó luôn nữa, thì anh cũng đã nhìn thấy những sự thay đổi rồi. Thì mà anh còn ví là cái Hòn Ngọc Viễn Đông, thật sự Sài Gòn hồi đó người Pháp họ gọi mình có thể là Đông Dương, thì mình so sánh với lại Campuchia hoặc là Lào này kia, mình có thể là Hòn Ngọc Viễn Đông thật. Thế nhưng mà làm sao mà mình khỏe hơn được Thái Lan với Singapore với lại Malaysia, cái nước người ta không có chiến tranh. Thì bây giờ đó, hết chiến tranh 43 năm thì đương nhiên nó phải phát triển và hơn thành phố Sài Gòn ngày xưa rất nhiều chứ. Bây giờ ngay cả chợ Bến Thành anh về anh nhận không ra luôn.